Nhận định soi kèo bóng đá Leeds United với Liverpool, 2 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2021, vòng 32 EPL, Liverpool sẽ có chuyến làm khách tới sân của Leeds United. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp quên đi thất bại tại đấu trường châu Âu. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Leeds United hiện đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 45 điểm. Họ có được 14 trận thắng, 3 trận hòa và 14 trận thua trong 5 trận đấu gần đây nhất ở mọi đấu trường. Phong độ của đội bóng này là 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Liverpool thì hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 với 52 điểm. Thành tích của đội bóng này là 15 trận thắng, 7 trận hòa và 9 trận thua. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường là 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Tỷ lệ kèo châu Á 3/4, 0. Trong những trận gần đây nhất, những người chơi cá cược theo cửa Leeds United có tỷ lệ thắng kèo tương đối cao. Họ đã thắng kèo 3 trận, còn lại là hòa tiền 1 trận và thua kèo 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, tỷ lệ thắng kèo của Liverpool là thấp hơn. Những người đặt cược cho đội bóng này đã thắng kèo 1 lần, thắng nửa tiền 1 lần, còn lại là thua nửa tiền 1 lần và thua kèo 2 lần trong 5 trận đấu gần nhất. Tỷ lệ kèo châu Âu 460/164 trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Thành tích đáng nghiêng về phía Liverpool, đội bóng này đã giành được 4 chiến thắng, trong khi trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Ở trận lượt đi mùa giải này, Liverpool đã giành chiến thắng trên sân nhà với tỷ số 4-3, tỷ lệ kèo tài xỉu 3.25. Trong 5 trận gần đây nhất của mình, đội chủ nhà Leeds United ghi được 6 bàn và để thủng lưới 5 bàn. Còn con số này bên phía đội khách Liverpool là 7 bàn thắng và 4 bàn thua. Theo thống kê, trong 5 trận đấu gần đây của Leeds United thì có 3 trận kết thúc với tổng số bàn thắng lớn hơn 2.5. Trong khi đó, trong 5 trận đấu gần đây nhất của Liverpool thì cũng có 3 trận kết thúc với tổng số bàn thắng lớn hơn 2.5.